Rồi. Nào, tôi thầy hỏi là bao nhiêu bạn đã từng từng gặp hoặc từng nghe đến bài 800 cây, comment số 1. Còn bạn nào chưa gặp, chưa nghe thì comment số 2. Không có gặp rồi. Nhưng mà hiểu là một chuyện thứ hai nhá. Ok. Rồi, rất tuyệt vời. Như vậy thì Thành thấy là nhiều các bạn là chưa, hôm nay mới được 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 biết đúng không? Và một số bạn thì đã được nghe rồi. Nhưng cho Thành hỏi là bao nhiêu bạn mong muốn là mình sẽ sở hữu các cái công thức để tính bài toán trồng cây, comment là con muốn sở hữu. Rồi, rất tuyệt vời. Ok. Rồi, tin tốt cho các bạn hôm nay. Tất cả các bạn nào hôm nay mà học bài toán trồng cây thì các bạn sẽ tự tin. Khi các bạn gặp lại dạng toán này, các bạn sẽ tự tin để các bạn học tập tốt dạng toán này luôn. Đó nha. Bởi vì cái dạng toán này này, nhiều bạn ở ngoài kia không được học cái buổi học hôm nay, không được học lớp của chúng ta, thì các bạn không nắm được cái bí kíp làm. Còn hôm nay thì Thành sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bí kíp. Và trước tiên chúng ta sẽ đến với cái bài toán trồng cây như sau. Nào, trước tiên các bạn viết cho thầy và vở bài toán trồng cây. Rồi, các bạn viết xong rồi nha. Đây, bài toán trồng cây như sau. Chúng ta có một cái thuận lợi là chúng ta vừa mới học phần dãy số, thì bài toán trồng cây với dãy số cái đều nó có mối liên hệ với nhau. Đây, thầy có các cái cây. Nào, bây giờ các bạn comment cho thầy. Các bạn đếm ở trên hình này có bao nhiêu cây, comment nhanh, comment. Rồi, rất tuyệt vời, 5 cây đúng không? Rồi, 5 cây. Rồi. Thì 5 cây này là thầy chỉ vẽ minh họa thôi. Thì thường bài toán trồng cây nó sẽ trồng tất cả các cây trên đoạn đường, và thường nó sẽ rất là dài, rất là nhiều, nhưng không sao. Đây là chỉ minh họa nhá. Thì trong bài toán trồng cây ấy, thì các con cần nhớ này, ở đây giữa hai cây với nhau thì nó có một khoảng, người ta gọi là gì? À, các con thử đoán xem à, cái giữa hai cây này thì nó có một cái khoảng đó, người ta gọi là gì? Nào, thử đoán xem nó là gì. Khoảng cách. Nào, giữa hai cây này nó có một cái khoảng này thì người ta gọi là gì? Rất tuyệt vời. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Giữa hai cây này này nó có một cái khoảng thì người ta gọi đó chính là khoảng cách. Đúng rồi các con ạ. À, đó, nó là khoảng cách nha. Khoảng cách này nó cách đều nhau. Ok. Và trong bài toán trồng cây ấy, thì nó có một cái đại lượng nữa mà các con cần nắm được, đó là độ dài hay là đoạn đường, chiều dài của đoạn đường nha. Đấy, chiều dài đoạn đường. À, các bạn có thấy nhấp nháy đẹp không? Đấy, hay không? Các bạn có thích không? Thích cái điều đó không? Rồi. Và ở trong bài toán trồng cây ấy, thì nó có số lượng các cây. Đấy. Thì các con ghi cho thầy, bài toán trồng cây này các con viết cho thầy có 3 cái điều sau. Một là chiều dài đoạn đường.
Tao chia là vỏ ấy nha. Thứ hai là số cây. Đấy, số cây đấy. Chia là vỏ ấy, chỗ này không cần comment. Và số 3 là khoảng cách giữa hai cây, hay người ta gọi tắt là khoảng cách. Đó. Bài toán trồng cây nó xoay quanh nó chỉ có 3 cái thứ này thôi. Các con biết được rồi thầy. Chiều dài đoạn đường, số cây, khoảng cách giữa hai cây, hay cho này nói tắt là khoảng cách nha. Khoảng cách giữa hai cây thì mình gọi là khoảng cách, có được không? Ok. Nào, cho thầy thành hỏi bao nhiêu bạn đã hình dung, bước đầu hình dung ra bài toán trồng cây đã bắt đầu thấy đơn giản rồi. Ok, thầy sẽ nói chậm hơn một chút. Nào, chúng ta có 3 đại lượng sau này. Một là chiều dài đoạn đường. Hai là số cây. Ba là khoảng cách giữa hai cây. Nào, các bạn rõ cả 3 đại lượng này, các bạn comment số 3. Được rồi. Nào bây giờ nó sẽ phân ra thành các dạng toán này. Các con còn nhớ ở trong vở các con đúng không? Thầy có biết là cái bài toán mà nó cây nó trồng ở cả hai đầu đường, tức là ở đầu này cũng có cây, đầu bên này cũng có cây, thì gọi là số cây trồng ở cả hai đầu đường. Các con đã rõ chưa? Rõ cái việc là số cây trồng ở cả hai đầu đường chưa? Có nghĩa là đầu này cũng có cây và đầu này cũng có cây. Rồi. Nào việc các con cho thầy biết này. Các con nhìn trên màn hình thì ở đây có mấy cây? Comment. Đúng rồi, có 5 cây. Các con cho thầy biết là có mấy khoảng cách đây? 4. Đúng rồi, comment vào nhanh. Đúng rồi, nó có 4. Như vậy ta thấy là cái số cây này nó nhiều hơn khoảng cách là 1. Hay nói khác là cái số cây bằng số khoảng cách cộng 1, đúng không? Đó. Cho nên là ta sẽ có một cái công thức như sau. Số cây thì bằng chiều dài đoạn đường chia cho khoảng cách rồi cộng 1. Các bạn viết cái điều này vào, cái công thức này vào, sau đó đóng khung lại. Số cây đây bằng chiều dài đoạn đường chia khoảng cách cộng 1. À, tất nhiên đây là dạng toán trồng cây ở cả hai đầu đường. Các bạn viết cái này vào. Số cây sẽ bằng chiều dài của đoạn đường chia khoảng cách cộng 1. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài sau nhé. Thầy nhắc lại nè. Nếu bài toán mà có số cây ở cả hai đầu đường ấy, thì ta sẽ có số cây sẽ bằng chiều dài của đoạn đường chia khoảng cách cộng 1. Các con rõ phần này rồi đúng không? Rõ rồi nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ làm bài toán sau. Bao nhiêu bạn đã sẵn sàng comment 2 chữ S gì? Được rồi. Các bạn nhớ đây là bài toán mà phải có cả cây cả hai đầu đường nhá, nhớ chưa? Các bạn viết cho thầy cái từ này xuống này, hay viết vào vở ấy. Đây thầy viết lại đây là bài toán này là
là trồng cây ở cả hai đầu đường, là trồng cây dạng 1, dạng 1 là trồng cây ở cả hai đầu đường. Thì ta sẽ có gì? Số cây sẽ bằng chiều dài chia cho khoảng cách. Khoảng cách thì viết khoảng cách được, viết khoảng cách. Rồi, cộng 1. Nhớ chưa? Đây là dạng 1. Đấy là trồng cây ở hai đầu đường nhá. Có nghĩa là ở đầu này cũng có này, đầu bên này có, cả hai đầu cũng có nha. Ok. Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm thử bài toán sau này. Đoạn đường dài 100m chấm, người ta trồng cây trên đoạn đường đó chấm, khoảng cách giữa hai cây là 5m chấm, hỏi trên đoạn đường đó người ta trồng bao nhiêu cây, phải biết ở cả hai đầu đường đều có cây. Ok, yes. Nào các bạn tính cho thầy. Ủa cái gì thế này, tính nhanh thế. Tính ra ngoài đi. Con làm bài đề bài đi. Ok rồi, chúc mừng các con đã làm rất rất nhanh. Được rồi, như vậy thầy khen các bạn đã làm đúng. Vậy bài này chúng ta sẽ làm thế nào? Rất đơn giản thôi đúng không? Chúng ta sẽ lấy chiều dài đoạn đường là 100 chia cho khoảng cách là 5, rồi cộng 1. 100 chia 5 bằng 20, 20 cộng 1 bằng 21 cây. Đó. Các bạn thấy dễ chưa? Ok. Mấy giờ tan? Khoảng 9 rưỡi, 10 giờ kém 20 con Minh ơi. Ok nha. Chơi thầy hỏi các bạn có muốn làm bài tiếp theo không? Rồi, chúng ta làm bài tiếp theo nhé. Đây, thầy có bài tiếp theo này. Cái phần này các bạn chỉ viết, các bạn sẽ viết bài làm vào nhé. Viết bài làm vào, không cần chép đề. Chép đề lát nữa mình sẽ chép sau. Nào, thầy có này. Đoạn đường dài 48 mét chấm, người ta trồng cây ở một bên đường đó. Đấy, khoảng cách giữa hai cây là 2 mét chấm,
tính số cây trồng được trên đoạn đường đó chấm phải biết hai đầu đường đều có cây. Ok rồi, wow, các bạn làm rất là nhanh, rất là nhanh. Đúng rồi, chúng ta sẽ làm thế nào nhỉ? Ta lấy chiều dài chia khoảng cách giới cộng 1. Ok, như này, nếu mà chỉ thay đổi một từ thôi thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác đó. Nào bây giờ các bạn thử nhìn này, vẫn bài toán này nhá, vẫn là đoạn đường dài 48m đúng không? Người ta trồng cây ở lúc này không phải là một bên đường mà nó là hai bên đường, hai bên đường. À, có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là các con đi, các con ở thấy bên trái họ cũng trồng cây, bên phải họ cũng trồng cây, các con hiểu không ạ? Thì khoảng cách giữa hai cây vẫn là 2m và tính số cây trên đoạn đường đó, thì ta sẽ làm thế nào? Rồi, ta sẽ vẫn là đi tìm bên một bên đường đúng không? Ta sẽ lấy là 48 chia cho 2 cộng 1 đúng không? Bằng 25. Sau đó ta sẽ lấy là 25 nhân 2 vì hai bên mà đúng không? 25 nhân 2 bằng 50. Yes. Rồi, cho thầy Thành hỏi bao nhiêu bạn đã hiểu cái cách nhà làm bài toán trồng cây ở cả hai đầu đường? Rồi, các bạn comment là con hiểu đây. Thì các bạn viết cho thầy dạng 2 là dạng 2 này. Dạng 2 con viết là dạng 2. Bài toán trồng cây ở một đầu đường. Đó, các bạn biết vào. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ đến phần này nhá. Thì ở đây bài toán trồng cây ở một đầu đường là như nào? Đây là có một cây, đây một cây, đây một cây. Nhưng đến đây nó lại không còn cây nữa, nó là một ngôi nhà. Đấy, thì về mặt tư duy chúng ta thấy là ở đây nó đều có các khoảng cách đây. Nó cũng có chiều dài của cái đoạn đường. Cho thầy Thành hỏi bao nhiêu bạn đã hiểu là trồng cây ở một đầu đường là như thế nào? Các bạn comment số 10 đây. Đúng rồi. Có nghĩa là ở bên này, đầu này thì có cây, còn đầu này nó sẽ không có cây, nó chỉ có nhà thôi. Nhưng vẫn có chiều dài đoạn đường đó. Nào các con viết vào, viết dạng 2, bài toán trồng cây một đầu đường, viết vào vở đây. Chúng ta phải viết chỗ này xuống, ta phải hiểu chỗ này thì chúng ta làm nó mới dễ được, nó mới xuất sắc được. Ok, như sau.
Vậy thì nó vẫn có chiều dài đoạn đường này, vẫn có số cây này, vẫn có số khoảng cách. Nào bây giờ các con cho thầy biết này, ở đây có mấy cây, comment cho thầy, comment nhanh. Đúng rồi, có 4 cây. Đếm cho thầy có mấy khoảng cách. Có số khoảng cách là bao nhiêu? Số khoảng cách cũng là mấy? Đếm lại xem có mấy khoảng cách. Hà Phương Nam comment là 3 khoảng cách á. Mấy khoảng cách? Đúng rồi, 4 khoảng cách. Rất tuyệt vời đúng không? Có 4 khoảng cách thôi đúng không? Đây này, 1, 2, 3, 4. Đó. Rồi. Đó, chiều dài đường nha. Vẫn có số cây. Đấy. Khoảng cách giữa hai cây. Và số cây thì sẽ bằng số chiều dài đoạn đường chia khoảng cách. Đó, hay không? Các bạn chỉ cần viết công thức này vào vở rồi. Viết công thức này vào vở này. Chiều dài của đoạn đường, số cây nó sẽ bằng chiều dài đoạn đường chia khoảng cách. Đấy, đấy là một bài toán mà trồng cây ở một đầu đường. Bạn viết vào đây. À, các bạn đã hiểu cái này chưa? Các bạn viết xong và đóng khung thì comment cho thầy. Viết xong thì comment số 3. Đóng khung cho thầy xong thì comment số 31. Đoạn đường dài 150 m. Chấm. Người ta, cái này phải viết vào, cái này các con phải viết vào. Người ta trồng cây trên một bên đường phải khoảng cách giữa hai cây là 5 m. Chấm. Ở cuối con đường là một ngôi nhà. Tính số cây trồng được trên đoạn đường đó. Đây. Thế bây giờ ta thấy là ta phân tích này. Ta còn viết rồi đã, viết vào. Viết bài toán vào đây. Đây là bài toán. Nào, các con viết vào vở đây. Để ghi lại cái gì đó không là sẽ quên mất. Wow. Các bạn làm siêu nhanh. Rất tốt rồi, các bạn làm như vậy là tốt rồi. Nhưng nên viết, cần viết lấy một một bài vào trong vở để mình nắm được. Không, không chụp ảnh. Ok rồi, các bạn hiểu rồi đúng không? Bây giờ các bạn hiểu rồi các bạn thấy dễ đúng không nào? Thì rất đơn giản, ta làm thế nào? À, ta chỉ việc lấy là vì nó chỉ có trồng cây ở một đầu thôi. Cho nên là ta sẽ lấy là 150 chia cho 5 bằng 30. Wow.
Các bạn thấy hay không? Bạn thấy hay không? Đấy. Toán trồng cây đến bây giờ thì các bạn lại thấy là nó lại trở thành là siêu dễ rồi đúng không? Cho thầy Thành hỏi là bao nhiêu bạn đã thấy bài toán này trở nên đã dễ dàng hơn rất rất nhiều. Đó. Ba bạn đã thấy toán trồng cây đã dễ rồi, comment là con thấy dễ. Wow, bạn Ngọc Hân thì nói là con thấy dễ, còn Bảo Ngọc thì là siêu dễ, à, dễ ấy. Khánh Nam cũng thấy siêu dễ luôn. Đức Quân, Đức Quân nha, Đức Quân phải comment đúng. À, bạn Đức Quân chưa quen, bạn Đức Quân mới học buổi thứ hai trong lớp cho nên là chưa quen. Đức Quân phải comment đúng thì vũ trụ mới đem đến cho mình những cái tư duy tuyệt vời. Đức Quân nha, Đức Quân comment đúng đi cho thầy. Khánh Linh, Quỳnh Chi. Đúng rồi, rất tuyệt vời. Ok, rồi, rất hay. Bây giờ chúng ta sẽ... Các con nhớ chưa? Trồng cây ở cả hai đầu đường. Nào bây giờ comment công thức cho thầy. Nào bây giờ các bạn sẵn sàng chưa để comment công thức nha. Trồng cây ở cả hai đầu đường thì công thức sẽ là gì? Số cây bằng gì? Nào, số cây bằng gì? Đúng rồi, ok. Thế bây giờ mà nếu nó chỉ có số cây ở một đầu đường thì sẽ bằng gì? À, trồng cây ở một đầu đường thì số cây sẽ bằng gì? Số cây bằng gì? Comment cho thầy nào. Nếu chỉ có cây ở một đầu đường thì bằng gì? Bằng chiều dài đoạn đường chia cho khoảng cách. Giật hài, giật hài. Rồi, rất tuyệt vời. Đây, các bạn viết tắt cái công thức này được nhá. Nào đóng khung công thức này vào cho thầy. Viết lại công thức này cho nó nhanh. Số cây bằng chiều dài chia khoảng cách. Khoảng cách viết là KC. Nào các con chép, viết cái này vào vở cho nhớ. Số cây bằng chiều dài chia KC, chia khoảng cách. Đấy là trồng cây ở một đầu đường đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử đoán xem, thử tư duy xem. Nào các con thử tư duy tiếp xem. Chỗ này là tư duy này, chỗ này bắt đầu cần tư duy nhá. Bây giờ dạng 3, viết dạng 3 thầy. Dạng 3, các con viết ở vở này, dạng 3. Bài toán không trồng cây ở cả hai đầu đường. Wow, viết vào, viết vào. Nào viết nhanh bài toán không trồng cây ở cả hai đầu đường. Nếu mà không trồng cây ở cả hai đầu đường thì sao? Viết vào. Viết xong cái chữ dạng 3 rồi. Nếu mà bạn nào mà có cái tập vở hôm trước á, là không phải viết đâu, vì thầy đã in sẵn rồi. Rồi. Thế con nhìn này, nếu mà nó không có cây ở cả hai đầu đường thì hai đầu đường đó nó sẽ
có thể là nhà, hoặc có thể là cột điện, hoặc là cái gì đó, đúng không? Thì ở đây các con nhớ cho thầy nè, vẫn là chiều dài đoạn đường đúng không? Việc các con thử đoán xem là ở đây lúc này số cây nó so với số khoảng cách thì nó ít hơn hay nó nhiều hơn hay nó bằng. Nếu mà không trồng cây ở cả hai đầu đường thì nó sẽ ít hơn, số cây ít hơn khoảng cách hay là nhiều hơn? Đúng rồi, nó ít hơn số cây. Đây các con đếm là mấy đây? Mình học tập trung vào rồi. Nó là 3. Nhưng khoảng cách là mấy? Nó chính là bằng bằng 4. Vậy từ đây ta sẽ có là gì? Ta sẽ có là gì? Số cây bằng chiều dài đoạn đường chia khoảng cách trừ 1. Số cây bằng chiều dài chia khoảng cách trừ 1. Đóng khung cho thầy, viết lại cho thầy cái phần này. Đây. Nào, viết công thức này xuống. Số cây bằng chiều dài chia khoảng cách trừ 1. Tiếp theo. Nào các bạn đã rõ phần này rồi đúng không? Bạn thấy dễ rồi. Bây giờ thầy sẽ cho làm một bài toán nha. Ba bạn đã sẵn sàng để làm bài toán, comment là con sẵn sàng. Hai chữ S gì? SS. Ok. Nào thầy có bài toán sau này. Các bạn rồi. Nhà ta có này. Người ta trồng cây trên đoạn đường dài 1 km hãy chấm đấy. Khoảng cách giữa hai cây liền nhau là 2 mét chấm. Tính số cây trên đoạn đường đó phải biết ở cả hai đầu đường thì được trồng, được dựng dựng các cọc gỗ hai. Thì có nghĩa là ở cả hai đầu đường này nó có cây không? Nó không có cây đúng không? Nào việc tính như thầy bắt đầu. Tính nhanh thế nhỉ, bạn làm siêu nhanh thế nhỉ. Rồi thầy sẽ đọc 8 bạn làm xong đầu tiên. Ô cái gì này nhanh thế này. Rồi bạn Khánh Nam, Minh Quân, Minh Ngọc, Anh Đức, Ngọc Hân, Thúy Hạnh, Khánh Linh, Bảo Ngọc, Anh Đức, Gia Hân, Quỳnh Chi, Phúc Nam, Minh Giang, Quốc Trung, Sơn. Hello, Minh Khánh đâu nhỉ? Chưa thấy Minh Khánh comment. Đây, cách làm bài này chúng ta sẽ làm thế nào? Ta thấy này, ở đây ấy là chiều dài của đoạn đường là 1 km thì ta phải làm gì? Đổi 1 km thì bằng 1.000 m. Và ta sẽ có là gì? Khoảng số cây chân, số cây được trồng trên đoạn đường đó là
ta lấy 1.000 chia cho khoảng cách là 2 rồi trừ đi 1. 1.000 chia 2 trừ 1 bằng 500, trừ 1 bằng 499 cây. Rồi, quá tuyệt vời. Cho thầy Thành hỏi là bao nhiêu bạn đã hiểu cái phần này? Comment là con hiểu đi. Ok, rồi cho thầy Thành hỏi là bao nhiêu bạn đã thấy hôm nay mình học rất là vui và rất là hiểu bài, mình thấy tư duy rất tốt, giơ tay, giơ tay, nào giơ tay. Ok, nào hãy comment vào nhóm Zalo của chúng ta, nào comment vào nhóm Zalo của chúng ta. Rồi các bạn không chat, u chat nữa nha. Nào comment vào nhóm Zalo này, thầy gửi lại nhóm Zalo này. Comment vào nhóm Zalo của chúng ta, hôm nay bao nhiêu bạn thấy là học rất là thích. Đấy, các con đã thích như thế nào, các con thấy hiểu bài như thế nào trong buổi học ngày hôm nay, hãy comment vào nhóm Zalo. Comment vào nhóm Zalo và bấm thả tim cho bạn của mình. Thả tim comment của bạn mình, nhưng mà chỉ thả tim có tối đa là 2 tim nhé, không thả nhiều. Đó, chỉ bấm mỗi người mà có bấm thả tối đa chỉ 2 tim thôi, không bấm nhiều. Đó, con thích này bạn. Bạn này là bạn đấy, bạn Sơn thì con rất thích. Đấy, bạn Quốc Trung thì con thấy rất hay và yêu thầy. Wow, bạn Quốc Trung này thật là dễ thương ạ. Thầy rất là thích cái bạn. Các bạn comment rất là ngộ nghĩnh này, cảm ơn bạn Quốc Trung. Nào xin lời các bạn tiếp theo là wow, con Gia Hân thì nó là con rất là thích. Còn bạn bạn Tùng Khánh Trinh ở đây con chưa lưu tên bạn này. Wow, buổi học thì rất là vui. Các bạn đã hiểu bài không? Nào cho thầy Thành hỏi, mỗi bạn chỉ bấm comment là tối đa là 2 comment nha. Thầy thấy Hùng Dũng comment nhiều, bấm nhiều. Hùng Dũng bấm nhiều, bấm nhiều là phạm luật đấy. Chỉ bấm 2 comment là 2 like thôi. Con thấy khá dễ, con siêu thích. Wow, con siêu thích buổi hôm nay, rất tuyệt vời. Đấy, con Sơn nói là trước đây hay bị đánh lừa chỗ chồng một bên, không chồng, đúng rồi. Còn bây giờ các bạn đã hiểu hết rồi đúng không? Các bạn đã thấy rõ rồi. Đó. Cho thầy hỏi là bao nhiêu bạn thấy là con đã hiểu bài và con hào hứng thì hãy comment xuống đây. Nào, bao nhiêu bạn đã thấy hiểu bài và thấy hào hứng với cái chuyên đề này, comment là con hiểu bài và con hào hứng này. Wow, Hà Minh Giang thì con vui quá. Còn Phúc Nam thì con thấy buổi học này thật là rất là thích buổi này. Còn cô giáo Hạnh thì nói là hôm nay rất hào hứng và hào hứng. À, thầy dạy em rất hiểu bài, hiểu rất nhanh. À, rất tuyệt vời. Con thấy rất thích, rất yêu thầy quá. Bạn Khánh Linh, cảm ơn bạn Khánh Linh. À, bạn Đức Quân thì quá vui thầy yêu ơi. Wow, là Đức Quân thật là thú vị. Rồi, một phút nữa để cho các bạn comment. Một phút nữa để cho các bạn comment. Rồi, cảm ơn bạn Hà Minh Giang. Rất hay, con yêu thầy. Wow. Rồi, thôi được comment thôi nhá, comment thôi, không cần thả tim, không cần thả tim, chỉ comment thôi. Đấy, con rất thích thầy yêu. Đấy, rất thích yêu thầy. Wow, tuyệt vời. Ok. Như vậy là chúng ta đã học xong và đã hiểu bài rất là hay đúng không? Bây giờ xin mời các con. Rồi, các con comment 1 phút 30 giây nữa, comment nốt đi. Thôi chỉ comment thôi, không cần thả biểu tượng đâu. À, chờ. Hôm nay con học thấy rất hiểu bài. Đấy. Rồi, thôi chúng ta sẽ trở lại với lớp. Nào, các bạn cật bật camera màn hình lên để xem nào.
Nào, thầy sẽ bật camera, thầy sẽ bật cả cả tiếng cho các bạn nha. À, rồi, con không cần bật tiếng nữa. Nào, bây giờ thầy hỏi nè. À, bạn Minh Khánh đâu nhỉ? Minh Khánh đâu? Minh Khánh bật micro thầy xem nào. Minh Khánh hôm nay sắp vào muộn đi Minh Khánh. Em thưa thầy, em tới hôm nay là thứ tư ạ. À, bạn quên lịch à? Thế nên là vào vào sau thì có hiểu không con? Không có ạ. À, phải xem lại video nhá Minh Khánh, xem lại video cho thầy nhá. Đúng rồi. Ok. Cho thầy Thành hỏi là hôm nay bao nhiêu bạn đã hiểu rõ cả ba cái dạng này thì giơ tay cho thầy. Giơ tay rồi, giơ tay nhá. Thì lần sau gặp lại có làm được không các con? Làm được đúng không? Ừ. Thực ra là còn một dạng nữa. Còn một dạng nữa. Còn một dạng nữa. Rồi, nhưng mà trước khi ấy chúng ta xin mời các con chúng ta cùng đứng lên nào, cùng đứng lên, đứng lên, đứng lên. Nào, giơ cao tay là đưa tay về trước. Vây vây tay đi thầy, vây tay nào, vây tay. Rồi, giơ cao tay lên, giơ cao tay lên, vươn người, vươn lên, vươn lên, vươn lên, vươn lên. À. Rồi. Nào, nghiêng người sang bên trái hết cỡ và nói ồ. Ồ. Rồi, nghiêng người sang bên phải, nói à. Nào, cúi xuống, cúi người xuống và nói u. Rồi, đặt tay vào hông, ngả người ra sau hết cỡ và nói ê. Rồi, vỗ tay. Nào, dạ. Toán cuối cùng. Trang tuần cuối cùng đây. Đó là dạng 4. Các con viết vào vở cho mình, cho của mình cho thầy. Dạng 4. Bài toán trồng cây ở vòng hay là đường khép kín được, đường khép kín. Đó. Thì đường khép kín ấy thì cách làm ấy, ta sẽ làm đơn giản như sau. Rồi ta sẽ có số cây thì bằng chu vi, số cây bằng chu vi chia cho khoảng cách. Thế rồi đấy, dễ vậy thôi đó, đóng khung đúng không ạ? Các bạn viết xong thì comment số 1. Viết xong và đóng khung thì comment số 2. Ok rồi, thầy bật lại ô chat nha. Nào, các bạn đã viết xong thì comment số 1. Các bạn viết xong và đóng khung thì comment số 2 cho thầy. Ok, rồi, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Ok, nào, bây giờ ta có một bài toán sau. Bài toán này. Cái phần này thì các bạn sẽ viết vào nha, viết vào vở này.
Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 mét, phải chiều rộng 40 mét chấm. Xung quanh mảnh vườn người ta trồng các cây xoan chấm. Khoảng cách giữa hai cây là 5 mét chấm. Tính số cây xoan được trồng quanh mảnh vườn. Đó, wow, bam. Nào, bây giờ các bạn viết vào đi, tính nhanh thế. Thôi được rồi, thế cho tính trước xong viết sau. Nào, tính đây. À đây, nào tính cho các bạn tính nào. Có bạn nói là 20, có bạn nói là 40. Rồi. À, đấy, thì bài này đơn giản thôi đúng không? Bước 1 ta đi làm gì? Ta phải đi tìm chu vi đúng không? Ta sẽ tìm là chu vi của mảnh vườn đó là, ta sẽ lấy là chu vi thì bằng 60 cộng 40 chia nhân 2, chiều dài cộng chiều rộng đóng ngoặc nhân 2 đúng không? 60 cộng 40 bằng 100, 100 nhân 2 bằng 200, đơn vị là mét. Cùng ta đi tìm gì? Số cây xoan được trồng quanh mảnh vườn đó là, ta sẽ lấy là 200 chia cho khoảng cách là chia cho 5 bằng 40 mà ngoặc là cây. À, cho thầy hỏi bao nhiêu bạn đã hiểu bài toán này, comment là em hiểu đây. Bạn Gia Hân đã hiểu chưa? Khánh Linh đã hiểu chưa? Được rồi. Bây giờ thì Thành sẽ dành cho các bạn là các bạn cần mấy phút để viết xong cái bài này. Viết bài này vào nha. We'll be right back.
bạn đã hiểu phần này chưa? Rồi, ok. Nào, cho thầy này nhận thầy đã bật mic rồi. Các con có thấy học vui không? Có ạ. Có. Các con có thấy, các con có thấy dễ không? Có rất là dễ đúng không? Vậy thì lần sau mà gặp bài toán trồng cây thì có tự tin để làm được không các con? Okay. Chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây nha. Ngày mai thầy sẽ gửi bài vào form, nhớ này, gửi bài form mà làm nha. Con chào thầy. Chúc các con ngủ ngon. Con chào thầy ạ. Con chào thầy. Con chào thầy.